Hey, và đây là chiếc xe cái R1 làm đã cũng đã gần xong rồi, chỉ còn hai cái lốp thôi, hết tiền rồi. Hết tiền rồi nên cái mẹ nó khi nào có tiền làm tiếp. Và đây là cái cách má mày ra cho lì lì. Đây là cái cách gắn nó vô xe, thấy chưa? Nhích qua đây một xíu cho nó thấy. Thông cảm nha, quay cam trước ngồi xét góc rồi tao lưa hết. Rồi, đây là cái cách gắn nó vô xe. Ra mày! Tao thịt mày bây giờ á. Đây là một cái càng. Khi gắn nó vô xe thì phải tháo con ốc này ra. Nó có một con ốc hàn chết và một con ốc có thể tháo ra được. Thì gắn nó vô cũng dễ lắm. Ở đây mình có hai cái bát ở đây rồi. Mình làm hai cái bát rồi. Chỉ cần móc nó vô thôi. Đấy, một bên. Để dặn con bù lon lại. Xong lấy dây kẽm buộc nó lại cho nó khỏi chạy ra là được rồi. Đây là cái lúc mà nó vô ổ gà thì cái này nó sẽ phát huy tác dụng mà. Lúc mà nó vô ổ gà thì nó có thể là lên giày, xuống giày, lên giày, xuống giày. Đó, hoặc là nó vô ổ gà một bên thì nó giày. Đó. Nó không có giống cái ben cái đít mình lên hoặc là lắp tay lái mình. Đó. Còn hôm qua thì khỏi chơi rồi. Và bây giờ chắc là phải làm một cái clip chạy thử ha. Ừ, chạy thử chắc lùi ra chạy vô quá. Tại vì không có ai quay hết, mình phải tự sướng thôi. Còn khi mà ngồi lên thì nó không vậy. Nàng tiên trong hồ cá. Đây là cái thành quả. Nhiêu ta? Chắc một tháng ngồi suy nghĩ, nghiên cứu chế tạo hết cái nọ đến cái kia quá tuyệt. À, bây giờ mình sẽ thử độ cứng của khớp nối ha. Đây là cái khớp nối rồi, chở theo thằng này nó có thể ngồi dày có bao nhiêu khói vô mặt nó hết. Sáng xong chặt gió không, một tháng, một tháng, một tháng, một tháng nha, nói là từ sáng má, làm từ sáng người chứ phải cho bò đâu. Thế là khi mà xe nó ôm cua thì nó không có bị ảnh hưởng. Đấy. Đấy là mình đã làm 30XYZ cho cái R1. Nó ngủ. Hết tiền mua lốp rồi. Cái mẹ nó để nó đi, khi nào có tiền mua lốp thì mua gắn vô kéo đi. À, ở trong này nó cũng khá thú vị nè. Khi mà quay ở trong này thì mình phải cầm điện thoại lên. Đấy. Mình phải hồi xét cái góc khác đi. Đây. Ở trong cái thùng có gì? Thì ở trong cái thùng có cái này. Thế mà mình mở ra. Đó. Thì ở đây nó sẽ là một cái khung lèo. Ở đây nó sẽ được bắt định vị. Nó sẽ lập mấy cái cây này là cây. Đây có rồi. Đây, cái khung lệnh thứ nhất. Đây, nó sẽ lệnh qua bên này. Ở đây có một khung lệnh nữa, nó sẽ lệnh lên đây rồi nó đứng dậy. Đó, xong rồi phía đằng sau. Cái cây ở dưới này nó sẽ lệnh ở lên trên đây. Ở đây là một cái khung lệnh. Đó rồi, đơn giản. Chúng ta, cái này là motorcycle camper traveler. Còn ngoài nó gọi vậy á, mình phải để biết nó là cái gì nữa. Nó giống như cái quạt tài vậy á. À, khi mà đóng nó lại kéo nó đi thì đúng vậy. Nó giãn. Trên này mình có thể đặt thêm một cái thùng vớ vẩn gì đó.
chở mấy cái đồ vớ vẩn gì đó, mình sẽ hàn thêm một cái cây lên đây để rèn cái đồ một bên vậy. Xong, bye bye và hẹn gặp lại. Nếu có tiền mua lốp nữa các bạn đó. Thôi, và đây là chạy thử.